A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi là có rất nhiều người học hành rất nhiều bằng cấp rất cao, tuy nhiên cuộc sống đầy đau khổ, thì thầy có thể giải thích giùm con được không ạ? Cái này nó cũng cũng đơn giản, vì cái học giống như là mình ăn uống vậy đó, nhưng mà học học ăn nhiều mà nó không tiêu hóa thì nó cũng đưa đến chết, phải không? Mình học nhiều nhưng mình phải học những cái điều hay và mình phải áp dụng, không lý thuyết. Có nhiều, cho nên ông bà mình thường thường có nhiều người học nhiều quá rồi đi cái đầu lắc tắc, gọi là điên sách. Rồi khi mà học nhiều đó, nó tưởng là nó là cái rúng của vũ trụ nha, cái gì cũng biết. Cũng như thầy nói con cái câu chuyện mà người học giả trên dòng sông Hằng Trên á, trong Long Hoang. cái gì cũng biết mà không biết bơi là chết Trên đó. trên sông Long Hoang. Thành ra mình đừng có, nó hay lắm. Cũng như con thấy thầy, trong cuộc đời của thầy thấy có những cái người mà họ học rất là tới hấp đó ba thôi, nhưng mà họ sống rất là hạnh phúc, vì họ họ áp dụng được những cái triết học học sống. Còn có những anh mà đọc sách thôi, đọc quá trời đọc, như là cái gì Thượng Thấu Thiên Đường, Hạ Triệt Địa Phủ, mà cuối cùng đi cái đầu lắc lắc, thấy không? Con rõ chưa? Rồi con cảm ơn Cũng thầy. như mình cái món đồ ăn, mình ăn làm sao nó phải tiêu hóa, ăn phải đúng cách. Cũng như thí dụ muối đường nó rất là cần cho cơ thể mình, nhưng mà ăn nhiều quá cũng có vấn đề. Thì giống như vậy đó, có nhiều người học rất nhiều nhưng mà nó không có tiêu hóa, Không tiêu. rõ chưa? Dạ rồi Đó con là cảm ơn đau thầy. khổ. A Di Đà Phật.